Dạ, chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh Vĩnh Phúc TV, kênh em chuyên tổng hợp những tình huống trộm cắp trên đường phố, được camera quay lại để em chia sẻ cho quý vị xem biết được bảo vệ tài sản của mình thật tốt, lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ. Và nếu như quý vị có thương em thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách đăng ký, like video và chia sẻ video này đến tất cả mọi người để cho mọi người cùng cảnh giác. Và bây giờ em xin kính mời quý vị xem video. Chúng ta đến với vụ đầu tiên. Đây là một pha mất tài sản do chủ quan và hớ hên nào quý vị xem để rút ra một bài học kinh nghiệm cho bản thân của chúng ta nè. Hãy nhìn cái mũi tên màu đỏ nha quý vị. Đây đây đây, một tên trộm nó đã xuất hiện rồi kìa. Anh trai anh ghé vô cái chỗ ăn hộp vịt lộn hay gì, anh đậu chiếc xe sau lưng đó quý vị. Nó kìa, coi kìa. Trời ơi trời, nó bay lên xe luôn. Hình như vẫn còn ghim chìa khóa luôn đó. Sau đó là đề máy là giọt đi luôn. Còn anh trai lo cầm củi ăn không à. Không hề hay biết mình đã mất chiếc xe ngay sau lưng mình luôn đó. Kinh không quý vị? Lúc này là mấy ăn xong tính tiền hay gì đó, đứng lên nhìn qua nhìn lại mất tiêu chiếc xe. Thua luôn cho quý vị. Chúng ta đến với vụ thứ hai nè. Quý vị nghe nha, cô gái này bị hai tên cướp nó chạy, nó giật dây chuyền hay gì mà chỉ chạy chỉ la quá trời la luôn. Bởi vì mà đeo túi sách hay là dây chuyền rồi là mình hết sức cẩn thận nha, cực kỳ nguy hiểm, lỡ như mà té xe rồi đó quý vị. Chúng ta đến với vụ thứ ba. Một người phụ nữ mặc áo phác màu vàng, bịt khẩu trang, nó bước vào bên trong một tiệm bán điện với ống nước đâu nè. Hãy chờ xem nó làm gì nè quý vị. Những ai buôn bán xem những video này để mình là cảnh giác tụi này nha. Sơ hở chút xíu là tới công chuyện như nó liền. Đi vô cũng là giả vờ kêu chị chủ tiệm đi lấy cái này lấy cái kia cho nó thôi. Rồi đó, coi nè, nào nó bắt đầu hành động nha quý vị. Nó thấy chị chủ đi vào bên trong rồi đó. Ghê chưa? Họ tay bỡ đi một cuồng dây điện rất tỉnh, rất nhanh luôn. Làm sao mà phát hiện được cái vụ này đây? Chỉ có là chúng ta ngồi xem lại camera mới hay ho thôi đó quý vị. Hay chưa? Bỏ vô chiếc túi sách kìa. Kinh không? Một khoảnh khắc một thôi đó. Những ai buôn bán thì hãy nhớ nha. Rồi vậy là nó giọt đi luôn, khỏi mua thứ gì hết trơn luôn. Chúng ta đến với vụ thứ tư. Một nam thanh niên lợi dụng lúc đêm tối, nó đi vòng vòng vào những con hẻm nha quý vị. Nó chạy ngang nó thấy cái gì rồi đó, quay đầu lại rồi kìa. Ê ê ê, rồi vậy là nó trộm dép. Nhìn rất là sáng sủa, nhìn tướng tá cũng ngon lành, đi xe cũng lịch sự nha quý vị. Mà đi ăn trộm dép đó, trời thần cho thằng này không. Hai đôi luôn mới chịu nha. Chúng ta đến với vụ thứ năm nè. Quý vị thấy nha, một tên đạo chích nó phát hiện ra ngôi nhà này đi vắng hết trơn rồi, nó mới đột nhập vào bên trong, leo đường cửa sổ hay làm gì đằng cái bụi giạc của người ta kìa. Quý vị chờ xem nha. Ghê thiệt. Xem video của em thì hãy nhớ luôn luôn lúc nào cũng phải cảnh giác. Nhớ đăng ký, like video, chia sẻ video này đến tất cả mọi người để cho mọi người cùng cảnh giác luôn đó nha quý vị. Vậy là nó lấy cái mền nó chùm lại luôn kìa. Thấy ớn không? Trời ơi trời, nó thấy có camera nó vô luôn quấn cái mền luôn kìa quý vị ơi. Thánh thiền ở trời. Thua thiệt. Đủ chiêu trò hết trơn. Mấy thằng đạo chích này nó quả lên là nó làm đủ trò hết trơn đó quý vị. Rồi sau một lúc là trời nóng nực quá trời thấy gì rồi, lột mẹ cái mền dục luôn rồi. Vậy cho nó khỏe. Hết biết cầu kỳ không? Bây giờ là đi từ từ đặng kiếm cái có cái gì là bợ cái đó, có cái gì là bợ cái đó. Quả quá trời quả rồi. Rồi,
lại là bư quần áo luôn, đừng nói là kiếm mấy cái quần xẹp của mấy chị em phụ nữ nữa nha. Rồi nó bư đồ ra kìa quý vị. Ơi ơi nó lục banh chành tan quang hết trơn rồi, chủ nhà mà nữa xem camera lại cũng táo quả tâm tình. Tới quần áo mới còn lục từng ly từng tí nữa là quý vị hiểu rồi đó, ấn thiệt. Thấy cái gì hay gì bỏ vô cái bọc rồi kìa. Trời ơi, nó hết lấy cái túm quần áo này tới lấy túm quần áo ra, lục nó dục tùm lum hết trơn luôn quý vị ơi, không biết là nó kiếm cái gì nữa trời. Coi kìa, nó bư ra kìa. Rồi nó bư một đống rồi, nó giục rồi, nó để đó tới đi kiếm chỗ khác nữa rồi kìa. Thấy cái gì nữa rồi, tủ cái gì lục lọi nữa kìa quý vị, bư quào nữa rồi đó. Giá như lúc này mà chủ nhà hay là hai ba người thì về tới ha, dí nó hốt nó liền quý vị. Tiếp tục đi vô một căn phòng hay gì đó nha. À, có thể là thằng này nó lục mà tới Tết luôn luôn đó quý vị ơi. Thôi bây giờ bỏ qua nó bên đây, chúng ta đến vụ tiếp theo nữa nè. Ghê không, nó đang cắt ổ khóa cửa nhà kìa quý vị. Trời ơi, vậy là một cái khu trọ nữa rồi.
bên trong là có rất nhiều xe đang đậu luôn. Thường thường là ở trọ là như vậy đó, chạy về em cái mình đậu xe trước cửa thôi, đâu có thèm dắt vào bên trong đâu, tưởng đâu có cái hàng rào ở bên ngoài á là ngon lành cành đào à, nhưng không nha. Xem những video của em á, của Quỳnh Phúc TV á, mình bỏ qua cái vụ chủ quan đó đi. Coi kìa, nó bay vô là tiếp cận, nó đạp để nó bẻ phá cái cổ xe luôn kìa. Phá cổ xe cũng không ăn thua gì đâu quý vị. Đó, thấy chưa? Sau một lúc dắt chiếc xe dọc đi. Ở không? Dạ em xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem video nha.